Xin chào các bạn. Hôm nay mẹ vật 7 tấn 9 sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm một chiếc giá đỡ điện thoại. Này. Ở đây mình sử dụng bằng que đè lưỡi. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình 5 que đè lưỡi. Một cái kéo hoặc là dao cắt giấy cũng được. Một cái bút vít. Súng bắn kéo nến hoặc là Canon 2 cũng được. Đầu tiên các bạn dùng cho mình 3 que đè lưỡi. Các bạn chia đôi khoảng cách của que này ra, cắt ở giữa thành 3 que cho mình. Thì mình ví dụ 2 que đi. Đây, chúng ta được 2 que bằng nhau. Các bạn cắt làm với 3 que bằng nhau. Sau đó các bạn cắt một đường. Đây, cắt một đường chéo như thế này. Đến khoảng tầm giữa cái que, khoảng tầm giữa cái khoảng chiều rộng của que đè lưỡi này là được. Đây, cắt chéo lên thế này. Đây. Để chúng ta tạo cái cạnh đến khi chúng ta để điện thoại nó được vững chắc. Có thể dùng dao. Này, thế chúng ta đã hoàn thành được một cái. Sau đó các bạn ướm vào 2 cái còn lại. Dùng bút chúng ta kẽ. Rồi chúng ta cũng cắt giống như y chang vậy. Là chúng ta sẽ được 3 cái. 3 cái như thế này. Này. Còn còn 3 cái đầu còn lại khi nãy mà các bạn cắt mà chỉ dùng đến ba đầu bên kia thì để ta dùng vào đây, 3 cái đầu đây, nó ở đây. Thì cái này là tùy thuộc vào chiều cao của điện thoại của các bạn thôi. Nếu như điện thoại của các bạn mà cao quá thì chúng ta sẽ đây, nó sẽ nằm thế này. Nếu điện thoại các bạn là lớn, to hơn cái điện thoại này thì làm dài cái đường này lên que này. Còn nếu điện thoại các bạn là nhỏ thì làm ngắn thôi là vừa. Như mình đây làm cái này là điện thoại của mình là 4.5 inch. Đây là 3 cái. Sau đó các bạn gắn lại nó được như thế này. Đây. Và sau đó các bạn dùng 2 que còn lại để cắt ra 2 cái que như này. 2 que còn lại. 2 que này chúng ta đo làm sao? Chúng ta đo bằng cái kích thước của màn hình này. Cỡ màn hình này. Đấy, bằng đúng kích thước màn hình. Sau đó chúng ta tiến hành gắn lại. Gắn thì đơn giản thôi. Chúng ta gắn 3 que này với 2 que này lại với nhau. Đây, đầu tiên mình sẽ gắn góc trước. Ta cho kéo nến hoặc là Canon 2 vào. Gắn như thế này thôi. Các bạn gắn 2 que cái này. Gắn vào 2 mép, đầu mép của cái que chúng ta ướm vào cái màn hình điện thoại. Chú ý là chỉnh cho nó thẳng. Đây. Que còn lại chúng ta gắn vào giữa. Đấy, dần dần chúng ta đã thấy là hình dung ra được cái giá đỡ điện thoại rồi. Que còn lại. Que lại này các bạn gắn vào đây. Gắn vào cái đường này, đường chéo lại chúng ta vừa cắt. Để chúng ta
kiên cố cho cái ra điện thoại được chắc hơn. Nếu là làm một que cũng được, mà bạn nào nếu như mà cẩn thận hơn thì làm ba que cũng được. Ta gắn keo vào. Ok, thế là đã xong. Chỉ vài bước đơn giản chúng ta làm bằng que đai lưỡi, ít keo, dụng cụ hỗ trợ nữa, ta đã được một chiếc ra đỡ điện thoại, rất là tiện lợi đúng không? Đấy, cái này các bạn có thể ngồi cũng xem được, mà thường thường nằm cũng xem được, nằm sấp đấy. Trong video có đoạn nào các bạn mà đang thắc mắc thì cũng giống như video, các video trước, các bạn để lại nhận xét ở dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn nhiệt tình. Và trong cái cách này, nếu mà các bạn nữ thấy nó phức tạp thì các bạn có thể đăng ký kênh của bạn 7/9 để xem clip tiếp theo. Mình sẽ làm bằng giấy, cực kỳ đơn giản, cũng là ra đỡ điện thoại bằng giấy, rất là dễ làm. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn.